Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 2. Trước khi đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng xem và hát một bài hát. Chúng ta cùng ôn lại những số mà các em đã học trong tiếng Anh. Các em hãy xem và hát một bài hát. Listening 12. Point and sing. Count, count, count with me. Count the apples in the tree. One, two, three, four. Count, count, count with me. Count the apples in the tree. Six, seven, eight, nine, ten. Again! Count, count, count with me. Count the apples in the tree. One, two, three, four, five. Oh my! Count, count, count with me. Count the apples in the tree. Chúng ta có những ngày trong tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay chúng ta sẽ học cách đọc và viết những ngày trong tuần bằng tiếng Anh. Đầu tiên các em sẽ xem video và làm quen với cách đọc. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tiếp theo, các em sẽ xem lại video, lắng nghe và đọc lại. Các em có thể xem lại một hoặc hai lần và tập đọc cho quen với cách phát âm. Listen and repeat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
Friday. Saturday. Sunday. Tiếp theo, các em sẽ xem một bài hát, tập hát và ôn lại những ngày trong tuần mà các em vừa học. Listen and chant. Listening 17. Listen and chant. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Chúng ta cùng nghe lại một lần. Listening 17. Listen and chant. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bây giờ, các em hãy ghi những từ vừa đọc vào trong tập, tập chép và cố gắng ghi nhớ những từ này nhé. Thank you.
Sau đây, chúng ta sẽ có một hoạt động để ôn lại những từ vựng vừa học. Các em sẽ nhìn từ vựng về những ngày trong tuần, sau đó nghe cách đọc. Và chúng ta sẽ kiểm tra theo thứ tự từ trái qua phải. Chúng ta cùng làm mẫu. Thursday. Chúng ta kiểm tra xem đúng hay sai. Đây là âm thanh của đáp án sai. Chúng ta qua ô kế tiếp. Friday. Và đáp án đúng của chúng ta là Friday. Các em đọc lại. Friday. Number two. Sunday. Wednesday. Monday. Các em lắng nghe và đọc lại. Listen and repeat. Monday. Monday. Number three. Friday. Sunday. Saturday. Listen and repeat. Saturday. Saturday. Number four. Thursday. Wednesday. Listen and repeat. Wednesday. Wednesday. Number five. Sunday. Listen and repeat. Sunday. Sunday. Number six. Tuesday. Listen and repeat. Tuesday. Tuesday. Chúng ta đã hoàn thành xong phần bài học của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở những phần bài học kế tiếp. Goodbye. Bye 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 goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye bye goodbye.